Hello, xin chào cô chú anh chị đã đến bên chân nơi Bến Tre ha. Hôm nay em lên bò cái kem nè. Con này trên to chú chạy được 12 tháng tuổi ha, đang lên giống nè. Đó, cô chú đi mua bò này ở hot ha. Giờ em gửi hình ảnh chi tiết ha. Ê, ưng ý mua liên hệ cho em. Con này mua nhìn kiểu nuôi cực kỳ đẹp của chú anh chị ha. Con kem thấy không? Liền lạc ha, nó không có cao nên nó thả đòn nè. Có 12 tháng bò. Đó. Đầu trội, cô chú chị thấy đầu trội không? Cực không? Đó, hình ảnh nè, bò cái kem 12 tháng tuổi của chú chị, chiều cao á, đo được là 1m2 em. 1m2 đi lên chứ không có dưới 1m2 của chú chị, bảo đảm luôn con này nè. Đo ngay không rồi ha, 1m2 ha. Đó, hay tướng ta đó, cô chú thấy không? Cực kỳ lên giống nè. Qua đóng gạo mù tơ la nè, thấy không? Đó, anh chủ nhà anh chưa có cái được vì mới 12 tháng à, xả nước này hoặc cô chú chị mình về muốn cái ha. Em nói là bò đúng giá, đúng cái lực bò kem bò ấy được 14 tháng đến 16 tháng là cái là cực kỳ chân cẳng hoàn thiện, thấy không? Không có bú bắp xe hết, là chân đứng thẳng lẳng xương sống còn to ha. Kem đầu trội nè, qua nè, thấy không? Đang giống phòng nưỡng luôn đó, chân cẳng nè ha. Thì bò này anh chủ nhà cũng đã tiêm ngừa vaccine viêm da nó cục tụ cuối cùng đầy đủ hết rồi, thấy không? Đầu trội không, mẫu đẹp không đó. Về sái lưng này nghiêm chỉnh nha, thấy không? 12 tháng bò này ha. Đó, con này mua về, mình mua về muốn mà cô chú chị muốn lên giống liền thì lên giống, hoặc để lại xả nước này hai tháng sau, hai sao lên giống là chuẩn nhất của chú anh chị ha. Đó, con này anh chủ nhà cũng bán giá là 24 triệu ha, chốt luôn nha chú anh chị, giá 24 triệu cực kỳ thương luôn nè, xương sốc nè, thấy không? Quà lên giống nè, quà to nha chú anh chị, thấy không? Làm giống luôn ha. Đó, thì cô chú anh chị nào muốn mua liên hệ cho em, giá đất đàn đầy đủ ha. Đây chân cẳng nè, đó hình ảnh quay thực tế ha chú anh chị, lúng miếng bài bản không? Đây là vú nó, ta vú thắt thằng, ta vú của chú chị thấy đây vú không? Thấy không? Chân trước như sau nè. Anh vừa coi, anh vừa cam đo là không 1m2 bò ha, cô chú anh chị. Đó, cô chú anh chị ở gần xa muốn mua con bò cái kem tơ này thì liên hệ cho em, hoặc liên hệ cho chủ nhà, em cho số điện thoại chủ nhà ha. Đó. Đây nè. Cô chú thấy không? Bò ăn đó nè. Mẹ siêu nè, để con nghe kem nè, cô chú thấy không? Mẹ siêu cực kỳ luôn nè. Có dàn mẹ siêu nè, để là con cái kem nè, thấy không? Chú nhà để nuôi nay ảnh nha. Nó mới bán nè. Bán này bán giá mềm cực mềm cho cô chú chị mua gì có rồi ha. Em cũng đã thương lượng giá rồi. Con này 24 triệu. Đó. 24 triệu. Cô chú chị mua liên hệ cho em ha. Giá cực kỳ yêu thương rồi. Bây giờ em cũng xin kết thúc với tay ha. Bò này đã tiêm vaccine lại, em nói lại là tiêm vaccine đầy đủ hết rồi nghe chú anh chị. Chân xương sóc ha. Đó. Rồi. Đó, thì chiều cao hai con đực này thì dao động cỡ 1m2 với tầm 1m24 với 1m2 của chú anh chị ha. Còn 1m2 đi lên, 1m24 trở về ha. Con nhỏ là cao 1m21 nè, em đo con bự đó, cao 1m24, 1m23 vậy đó, làm con khoảng đó ha. Đó. Kem nè, cực kỳ không? Chân cẳng nè ha, cô chú anh chị thấy không? Lúng rồi, sùng sình ha. Rồi, chân trước nè. Đầu trụ nha. Đó, dai được kia không? Dinh nè.
Đầu tự sáng nghiêm chỉnh ha. Rồi hang bò lứa bò hết đâu rồi, cô chú anh chị mua về chỗ béo hang này cực kỳ ngon luôn, ăn uống khỏi chơi, hang bò đây chích ngừa đầy đủ hết rồi hết chú anh chị. Quang bự nè, còn đây hay có sừng ha, đó lút sừng đó. Bự khác thăng ha. Cặp này anh chú nhà kêu bán giá là 44 triệu chốt nha chú anh chị. Đó, con chú anh chị này à, mấy ưng ý mua liên hệ cho em 44 triệu ha, chốt luôn, không còn thương lượng. Đó, ông nhận đúng yếm này dậu nè, chân cẳng là thèn hổng bú quá xe hết chú anh chị. Bên trước nè, đi sợ hai này đi xuống xung to nè. Đó, con này con đây hay có sừng cặp nè, thấy không? Dân này dân dài của tôi thấy không kỳ đó. Đây nghe ha, cặp nghe anh chú nhận chi giá cực kỳ thôi, người giá 44 triệu chốt đó cô chú anh chị thấy. Ăn ngoài bự ghê không mà có 44 triệu à, mua về dỗ béo là cực kỳ được. Ngon luôn ha. Đây chân cẳng heo hoàn thiện hết nha chú anh chị, dưng dai là dữ luôn, dài nữa heo, dưng đứt nè, đứt phè luôn chú anh chị, đang bò không, đó. Thì chiều cao cũng gửi đầy đủ ha. Họ mong đem đít nữa nè, hai con nè. Đem lứa hết luôn vậy. Ở trong lưng nè, lưng thẳng băng ha. Đây. Giá hai con là 44 triệu chốt đó. Cô chú anh chị muốn mua liên hệ cho em hoặc liên hệ tôi nhà, cho số hồi tôi nhà ha. Đây. Đó lưng nè. Nhìn nở lên đọc phải không? Đây cực hang đẹp không chú anh chị, xương này dàn xương nó là chân đứng thẳng lẳng ha, xương chân co ha, chân nó chạy đá vô đa chú anh chị, chứ không có gì hết ha. Đó xương to bản đồ nó thác thang thấy không, hai con nè, hai con cô chú thấy đít không, hai này xứng luôn, mua về dỗ béo hai này cô chú chị em bảo đảm hai này dỗ béo là không bao giờ lỗ, ngót lên thịt dữ dằn luôn. Đó, giờ em cũng xin kết thúc với tại đây ha. À, cô chú chị thấy nghĩ mua liên hệ cho em. Đây, tiếp tục gửi hình ảnh cái hình ảnh video là con cái ba bê chú chị, nó đầu trội cực đẹp không? Đó đây ha, cô chú chị thấy không, chân cẳng hoàn thiện, hổ bú ép xe hết chú chị thấy không. Bò này tem ngỗ xin cho anh xong hết đường phải không, cái này cái dàn lúng của nó là cô chú chị thấy không, đúng cái này vú nè, đây đó cây em đúng vậy, chân cẳng là không có bú ép xe xuống lúng xuống luộc hết nha. Bò bán bò mổng nuôi cô chú chị mình mua gì sinh sản con này nuôi lên giống cái ha, nó phát dữ dằn dai đít nè. Đây đít này có giống vậy không, qua nãy không chiều cao dao động 1m1 tỏ về hết chú anh chị, con này dao động khoảng 1m1 mà đó, bò gầm 5.5 tháng nè ha, nghe nuôi cực bì pin luôn thấy không, ú nụ nút này thấy không, sái nè có tôi thấy không, sái rồi đầu tội ha, sái tán sái lưng nghiêm chỉnh ngang của chú anh chị, bò cứ dở chim ngừa vaccine đầy đủ rồi ha. Cái dàn chân nè ha, đứng thẳng lẳng ha, xương sống khá ok ha chú anh chị. Đó, cái bê con này anh chú nhà em dứt giá là 16 triệu chốt ha,
không còn thương lượng đó, đít nè, cái gờ cái đít không, ba bê đít dày nè, thấy không, cô chú vậy không, con này mình nuôi rồi lên, cái nó phát rồi đấy, kỳ luôn, khỏi nói của chú vậy, thấy không, đó, đây, cho cô chú vậy mình ngắm nè, cái làm sao của nó nè, đứng bò đứng kiểu đứng đọc không của chú vậy, rúng miếng nè, xung xanh không, à. Cô chú anh chị nào muốn mua liên hệ em số điện thoại để đồng hình nha, hoặc liên hệ chủ nhà em cho số chủ nhà ha. Đầu trụ luôn ha. Ba bê đầu trụ. Con này kiểu mẫu cực kỳ đài, hay luôn. Đó 16 triệu chốt nha chú anh chị. Giá 16 triệu cực kỳ yêu thương luôn. Đó. Thì cô chú anh chị nào muốn mua liên hệ em số điện thoại để đồng hình. Ha. Cực kỳ pin luật. Cái bằng dày thì ú nu nút ha, đó da mỏng dớt nè, lông nhẵn nhừ luôn, cô chú vậy thấy không, đây đó thì cô chú anh chị này thấy mua ý mua liên hệ cho em ha, qua nè đít nè, thắt lại không trong lưng nè, đó cực kỳ ha chú anh chị. Đây. Ba bê em rất dưa giá chú anh chị. Đó, thì cô chú chị nào mua liên hệ em số điện thoại để màn hình. Giá là 16 triệu. Ha, chốt nghe, không còn thương lượng chú anh chị. Dai là được ghê không? Đây. Thôi giờ em cũng xin kết thúc video đây ha. Cô chú chị thấy nghĩ mua liên hệ cho em.